Theo nhận định của tôi thì là Văn Thanh trận này cũng như mọi trận thì sức khỏe của Văn Thanh là tương đối tốt. Mà tôi sẽ khẳng định là trận này là sẽ Văn Thanh sẽ tiến tới để nhận bóng và truyền cho đồng đội để ghi bàn thắng. Trong những ngày đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu ở ASEAN thì dường như họ không chỉ có một huấn luyện viên trưởng là ông Park Hang-seo ở quê nhà, mỗi cổ động viên cũng giống như một huấn luyện viên từ xa vậy. Ông Vũ Văn Hộ, bố của cầu thủ Vũ Văn Thanh từng qua Indonesia xem con thi đấu hết vòng bảng ASEAN mới về. Ông còn dự định nếu đội Việt Nam vào đến chung kết, ông sẽ đưa vợ qua Indonesia xem. Đáng tiếc, đội tuyển đã thua ở bán kết nên ý định này không thành hiện thực. Chiều 1 tháng 9 năm 2018, trong trận tranh huy chương đồng với đội tuyển Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cả gia đình cầu thủ Văn Thanh sẽ tiếp tục ra Ủy ban Nhân dân xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương để xem con trai và đồng đội thi đấu. Ngay trong sáng 1 tháng 9 năm 2018, sân Ủy ban Nhân dân xã Tứ Cường đã lắp đặt một màn hình rộng 300 inch để phục vụ người dân. Để phòng trời mưa, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Cường còn dựng cả rạp như tổ chức đám cưới. Tất cả mọi người đều tin đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đánh bại UAE để giành tấm huy chương đồng lịch sử. Vì có lẽ không nhiều đội bóng trên thế giới có được lực lượng cổ động viên kiêm huấn luyện viên từ xa đông đảo và dễ thương như Olympic Việt Nam. Theo tôi mong muốn con trai mình hôm nay đá thật bình tĩnh và tự tin cùng đồng đội đá hết sức mình giành chiến thắng huy chương đồng mang về cho Tổ quốc. Và cuối cùng tôi mong muốn Văn Thanh ơi cố lên con nhé. Chúc con và đồng đội và đội tuyển Việt Nam mạnh khỏe, vui vẻ, chiến thắng, chiến thắng.